Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh Minh Long Mô Tô. Hôm nay có một tin cực hot muốn dành đến cho anh em nào đam mê những cái dòng xe tay côn Yamaha LC135V8. Vừa hé lộ thông tin vào ngày hôm qua, 27 tháng 6 tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Trước đó, thì Yamaha Indonesia cũng đã cho đăng ký mẫu xe với tên gọi là Merkin 135Fi tại thị trường của mình. Một vài thông tin về mẫu xe LC135FI-V8 tại Malaysia. Dù sở hữu nhiều cải tiến đột phá, tuy nhiên LC135V8 vẫn không ít người hâm mộ của Yamaha tranh cãi vì kiểu dáng thập cẩm, pha trộn với nhiều mẫu xe tay côn từ trước đến giờ của nhà Yamaha. LC135V8 hiện tại đã trở nên cơ bắp hơn nhiều khi được Yamaha bổ sung phần mặt nạ phía trước theo lối thiết kế của Accenter 150, đồng điệu một cách với phần ốp hông đầy đặn, khiến cho LC135V8 trông không khác gì một phiên bản thu nhỏ của dòng Accenter 150. Đèn lái của LC135V8 là trang bị thừa hưởng thiết kế của Accenter 150 thế hệ mới, đem đến khả năng chiếu sáng cực kỳ tốt với hệ thống đèn LED tối tân. Riêng đèn hậu thì được chia sẻ ngôn ngữ thiết kế chung của Accenter 155, vuốt nhọn một cách thanh thoát với thân xe của mình. Mẫu xe này có giá bán đề xuất chỉ từ 8.198 RM, khoảng tầm 43,5 triệu đồng tại thị trường Malaysia. Với mức giá này chưa bao gồm thuế đường bộ, phí bảo hiểm và phí đăng ký. Tuy nhiên, với mức giá đề xuất như vậy, LC135V8 rõ ràng nằm trong tầm với của rất là nhiều người. Sự khác biệt giữa LC135FI-SE và bản tiêu chuẩn LC135FI chính là màu xe. Với phiên bản SE thì màu xe có thêm màu bảo sa mạc. Màu sắc này đem lại diện mạo mạnh mẽ cho chiếc xe. Trong khi sức mạnh của xe đến từ động cơ Euro 4 dung tích là 135cc, xi lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng và phun xăng điện tử FI. Ngoài sự khác biệt về màu sắc thì bản SE còn trang bị thùng đựng đồ phía trước. Với phụ kiện này sẽ giúp cho người lái xe để được nhiều đồ vật dụng của mình. Trong khi phía trước còn có ổ sạc USB dễ dàng cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử cầm tay. Khối động cơ của LC135 và Yamaha cho phép sản sinh công suất cực đại tối đa là tầm khoảng 12,4 mã lực tại 8.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 12,2 Nm tại 6.000 vòng trên phút. Với sức mạnh này, LC135 mạnh mẽ hơn so với phiên bản LC135 trước đây. Trên đây là những cái thông tin mình cập nhật mới nhất của dòng xe Yamaha LC135FI. Nếu anh em nào quan tâm về dòng xe này thì đừng quên cho mình xin một like và một chia sẻ. Và đừng quên nhấn subscribe đăng ký kênh để mình sẽ cập nhật nhiều thông tin mới nhất về dòng xe này. Và anh em sẽ được thông báo sớm nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.